Bé Bảo Bảo thì lém lĩnh, nghịch ngợm và đáng yêu là trong mắt của Ba Thành và mẹ Diễm. Cảm xúc của chị khi cùng con đến tham dự tuần lễ thời trang 2022 là chương trình này mang thông điệp là về bảo vệ trẻ em. Thì với một tư cách là một người mẹ có tư vị đó thì Hà luôn luôn ủng hộ và muốn đồng hành cùng cái chương trình này. Thứ hai nữa là Hà cũng muốn dắt con mình đến tham gia và giao lưu với lại chương trình cũng như các bạn nhỏ ở đây để bé quen dần và tìm hiểu thêm, biết thêm được về cái thông điệp bảo vệ trẻ em như thế nào để cho bé học hỏi, có kinh nghiệm và tiếp thu được những kiến thức ở đây để bảo vệ cho bản thân mình. Cặp đôi đẹp hàng đầu showbiz Việt, niềm vui nhân đôi khi cả hai chính thức chào đón cậu con trai đầu lòng Bảo Bảo. Hai mẹ con nữ diễn viên xinh đẹp đặc biệt xuất hiện để trình diễn bộ sưu tập I Am A Princess đến từ thương hiệu Thọ Nhiếm. Và hãy chờ đón xem hôm nay mẹ Diễm sẽ thử tài cùng Bảo Bảo tham gia thử thách tại đại hội nhóm trùm nha. Bé Bảo Bảo thì lém lĩnh, nghịch ngợm và đáng yêu là trong mắt của Ba Thành và mẹ Diễm. Tuần lễ thời trang 2022. Như mọi người thấy đó, đây là lần đầu tiên mà bé Bảo Bảo được mặc đồ rất là lịch sự. Bình thường ở nhà thì Diễm hay cho bé mặc chỉ những chiếc áo thun hay là quần short thoải mái thôi. Nhưng mà lần đầu tiên anh chàng được mặc một cái bộ vest rất là đẹp, rất là thích. Và khi mà thử lần đầu tiên á thì không muốn cởi ra luôn, cứ mặc hoài suốt cả ngày luôn. Theo Diễm thì đây là một cái dự án rất là ý nghĩa. Và kể từ khi làm mẹ thì Diễm biết được là mình khi mà có một đứa con mà mình chứng kiến những đứa bé mà trạc của tuổi con mình mà bị bạo hành hay là bị đối xử không công bằng, mỗi khi đọc những tin tức đó thì Diễm cảm thấy rất là bức xúc và xót xa. Thế nên Diễm hy vọng là thông điệp này được lan truyền thật là rộng rãi đến mọi nơi, để khi có những cái trường hợp mà không may như thế thì tất cả chúng ta đều phải chung tay để không để chuyện đó xảy ra bất cứ một lần nào nữa. Thật ra thì bé Bảo Bảo của nhà Diễm mới có 3 tuổi rưỡi thôi. Bé chưa có đủ mà gọi là nhận thức rõ để biết những cái gì diễn ra xung quanh. Chủ yếu thì nói những cái từ rất là ngắn, bập bẹ và thậm chí là chỉ có biết chơi với ba mẹ là chủ yếu. Thế nên là hiện tại Diễm đang mong muốn là mình bảo bọc con càng kỹ lưỡng càng tốt. Và hy vọng là bé lớn hơn một tí thì Diễm chắc chắn là Diễm sẽ dạy cho con những cái gì để bảo vệ cho bản thân mình. Diễm chắc chắn là sẽ dùng cái mạng xã hội, mình là một nghệ sĩ thì Diễm nghĩ đó là một cái phương án khá là tốt để có thể lan rộng đến tất cả mọi người. Và Diễm hy vọng là số tổng đài 111 sẽ ai cũng biết, nhà nhà đều biết, để những khi xung quanh chúng ta có trường hợp gì không may thì chúng ta sẽ kịp thời để mà giải cứu. Đối với Diễm thì Diễm sẽ không ép buộc con mình sẽ theo một cái ý thích riêng nào của mình hay là của ông xã mình cả. Mà Diễm mong muốn là con mình sẽ biết ngoan ngoãn, biết nghe lời. Và khi con lớn lên thì bé sẽ có thể lựa chọn ngành nghề mà mình yêu thích. Bởi vì chính bản thân Diễm thì Diễm cũng đã từng sống theo cái cảm xúc mình thì mình mới hạnh phúc được. Thế nên là Diễm sẽ không ép buộc con làm bất cứ điều gì nếu con không thích cả. Quen quen như bé Heda, cô con gái cưng của nữ diễn viên xinh đẹp Thần Thúy Hạ. Ôi trông dễ thương làm sao. Hãy chờ xem nữ diễn viên tài năng Thần Thúy Hà cùng cô con gái Hera sẽ mang đến những điều gì tuyệt vời cho chương trình nha. Xin chào khán giả đang xem chương trình Đại hội Nhóc Trùm. Cảm xúc của chị khi cùng con đến tham dự tuần lễ thời trang 2022 là chương trình này mang thông điệp là về bảo vệ trẻ em. Thì với một tư cách là một người mẹ ở cương vị đó thì Hà luôn luôn ủng hộ và muốn đồng hành cùng cái chương trình này. Thứ hai nữa là Hà cũng muốn dắt con mình đến tham gia và giao lưu với lại chương trình cũng như các bạn nhỏ ở đây để bé quen dần và tìm hiểu thêm, biết thêm được về cái thông điệp bảo vệ trẻ em như thế nào để cho bé học hỏi, có kinh nghiệm và tiếp thu được những kiến thức ở đây để
bảo vệ cho bản thân mình. Chủ đề xuyên suốt chính là trưởng thành là tương lai. Chị có định hướng gì cho tương lai của bé không? Bé của nhà Hà thì cũng còn hơi nhỏ, là chỉ mới có 3 tuổi thôi. Nhưng trước tiên là mình cho bé gần gũi tiếp xúc với môi trường xung quanh và dạy cho bé thêm những kiến thức của các bạn bè đồng cùng trang lứa, để cho bé dần dần làm quen và tiếp thu với những kiến thức đó, rồi dần dần hình thành sau này lớn thì bé sẽ không có bỡ ngỡ với những cái kiến thức mà mình đã tiếp xúc qua. Chương trình tuần lễ thời trang 2022 với thông điệp bảo vệ quyền trẻ em thì có hành động cụ thể nào để lan tỏa số hotline của tổng đài đến bậc cha mẹ khác không? Như các bậc cha mẹ khác thì Hà cũng sẽ cho con mình trò chuyện cũng như chỉ dẫn, hoặc là cho bé dẫn chứng những sự việc xảy ra trên mạng hoặc là môi trường xung quanh, để cho bé biết được cái tổng đài và cái số điện thoại nào nó nằm lòng trong đầu, để khi mà có việc gì khẩn cấp thì bé như là một cái phản xạ tự nhiên, bé sẽ tự biết cách để mà gọi đến tổng đài này khi không có người lớn. Tổng đài bảo vệ trẻ em là số mấy? Số 1. 3 số 1 Vít ạ, nó là 111. Đấy là tổng đài bảo vệ trẻ em, tức là trong tất cả các trường hợp mà khi mà trẻ em gặp phải những vấn đề, mà vấn đề về bạo hành này, hay là những vấn đề đấy giống như có ai đấy bắt nạt mình này, hay là có bất cứ một cái tâm tư nguyện vọng gì mà mình cảm thấy bức xúc, mình muốn nói ra, thì thực ra đấy là một trong những cái tổng đài mình có thể gọi điện đến để mình chia sẻ, thì người ta sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề cho mình. Ở nhà bố mẹ có dành thời gian cho con không? Ở nhà thì bố mẹ con thì thường hay chơi cờ vua với cả con. Con thấy không khí ở đây thế nào? Con cảm thấy vui, hạnh phúc. Thực tế đối với Việt thì trong bất cứ một cái gia đình thì cái quyền bảo vệ trẻ em ở đây nó phải đến từ ngay như những người trong gia đình. Đối với Việt là như vậy, tức là bản thân trong những cái người như bố mẹ, phụ huynh hay tất cả những người thân xung quanh, họ phải có một cái khái niệm, phải có một cái hiểu đúng về việc bảo vệ trẻ em là như thế nào. Bởi vì trước khi chúng ta phải nhờ bất cứ một ai đấy bảo vệ trẻ em thì bản thân chúng ta phải hiểu được luật bảo vệ trẻ em là gì và những cái đối xử làm sao đúng với trẻ em nhất, mặc dù đấy là con cái của mình. Thì nó có những cái vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu tâm sinh lý của trẻ em, cũng như là cái cách làm sao để cho trẻ em cảm thấy thoải mái nhất và tự do nhất, cũng như là được phép phát ngôn, được phép làm tự do tất cả những cái gì mà mình yêu thích. Đại hội Nhóc Chùm. Xin chào khán giả của Đại hội Nhóc Chùm. Ngày hôm nay thì Minh Khuê được mời làm khách mời diễn thời trang cho chương trình. Thì cảm xúc của Minh Khuê đầu tiên là Minh Khuê cảm thấy rất là vinh dự khi mình được tham gia một phần vào một cái chủ đề vô cùng ý nghĩa như thế này. Cái cảm xúc thứ hai là Minh Khuê cảm thấy rất là hạnh phúc. Chắc hẳn những ai là fan của cô gái xấu xí sẽ không thể nào không biết về Minh Khuê. Được biết, Minh Khuê tham gia vai trò khách mời đặc biệt trình diễn trong bộ sưu tập của gia đình Việt Max. Và hôm nay, Minh Khuê sẽ cùng người mẫu nhí Khánh An tham gia thử thách cùng với đại hội Nhóc Trùm. Về cá nhân Minh Khuê cảm thấy đây là một chủ đề cực kỳ ý nghĩa và cần thiết. Bởi vì khi mà xã hội của chúng ta ngày càng phát triển thì chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến trẻ em. Trẻ em là mầm non của tương lai và không phải như thời đại ngày xưa nữa, có nghĩa là thương cho roi cho vọt nữa. Mà ngày nay các bậc phụ huynh cần phải hiểu hơn về con cái của mình, cũng như là dành nhiều thời gian và tình yêu thương hơn. Như thời gian qua thì quý vị cũng đã biết là có rất nhiều những trường hợp bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, thì đó là một cái điều rất là đáng buồn. Và Minh Khuê muốn rằng là mình sẽ tham gia nhiều hơn những chương trình như thế này, xã hội cũng có thêm nhiều những chương trình ý nghĩa như thế này để chúng ta có thể lan tỏa được cái thông điệp tuyệt vời như vậy. Vì trẻ em giống như một tờ giấy trắng, trẻ em sẽ không biết được làm cách nào để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Theo cá nhân của Minh Khuê, các bậc cha mẹ nên làm bạn với con mình nhiều hơn. Thay vì việc là đưa cho con cái điện thoại hay là cái iPad, thì các bậc phụ huynh nên trò chuyện, cũng như là tạo ra nhiều những cái trò chơi giống như ngày xưa. Chúng ta sẽ không có điện thoại smartphone, chúng ta có rất là nhiều trò chơi để tương tác với con mình, để có thể hiểu con mình. Nếu như Minh Khuê là một bậc phụ huynh, Minh Khuê sẽ giáo dục con mình từ rất sớm về giới tính này,
về những cái cách mà để có thể tự bảo vệ bản thân mình khi không có người lớn ở bên cạnh. Qua tuần lễ thời trang trẻ em năm 2022, chúng ta biết tới Tổng đài Quốc gia bảo vệ quyền trẻ em, đó là Tổng đài 111. Thì với cá nhân của chị Khuê thì chị có một cái cách nào đó hoặc là một cái việc làm cụ thể để chúng ta có thể lan tỏa được cái tổng đài số hotline của tổng đài này tới bậc phụ huynh không ạ? Sau chương trình ngày hôm nay thì Minh Khuê cảm thấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời khi mà mình biết thêm được số hotline 111 là tổng đài bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam. Và từ ngày hôm nay trở đi, Minh Khuê sẽ tổ chức thêm những cái hoạt động cũng như là những cái bài post trên những cái trang cá nhân của mình, và để mình lan tỏa đến tất cả các bậc phụ huynh về cái tổng đài hotline này cũng như là đến các em nhỏ, để khi các em có vấn đề gì mà cảm thấy rằng là mình bị bạo hành ấy, mình cảm thấy không ổn, thì các em cũng có thể gọi điện lên tổng đài hotline 111. Cũng như bản thân Minh Khuê, khi mà Minh Khuê bước chân ra đường, nếu như mình thấy bất cứ một cái trường hợp nào mà mình cảm thấy rằng là cô bé đó đang bị bạo hành về tinh thần hoặc thể xác, thì Minh Khuê cũng sẽ gọi lên hotline tổng đài 111 để có thể hỗ trợ và bảo vệ các em. Và ngay bây giờ, hãy cùng diễn viên Minh Khuê và Khánh An bước vào phòng thi đấu trí nhé. Cô Minh Khuê có tự tin vượt qua thử thách này không? Hãy cùng đón xem ngay nào. Con nghĩ mình thắng được cô Minh Khuê không? Nghe cô thua quá. Ai thua sẽ bị phạt nhá. Phạt gì ạ? Con thích phạt thì cô Khuê thì con phạt, còn cô Khuê mà thắng thì cô Khuê sẽ phạt bé. Ok. Sẵn sàng nhá, câu hỏi rất là dễ thôi. Khi chạy xe trên đường, đèn báo hiệu màu đỏ thì phương tiện sẽ phải làm gì? Phương tiện sẽ phải dừng lại. Trong chuyện tấm thắng, cô tấm bước qua từ quả gì? Cô tấm bước qua từ... quả thị ạ. Rồi. Thần đèn đã ban cho Aladdin bao nhiêu điều ước? 3 điều ước. Chính xác. Vậy là chị Minh Khuê không có nhường bé một chút nào ấy. Xin chúc mừng cô Khuê đã giành chiến thắng nhé. Nhưng đừng buồn bé ơi, vì bé đã rất giỏi trong phần thi này rồi. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm khó quên với cả hai cô cháu.